nữ tài xế xe ôm công nghệ đi làm đêm bị mất xe và tài sản. Tang thương Ấn Độ, con đẩy mẹ bị Covid ra đường gây phẫn nộ. Sau giờ học, cặp đôi nằm trên ghế đá ôm hôn nhau ngay nơi công cộng. Tố cáo cô giáo mầm non lơ là trông trẻ, phụ huynh bị cộng đồng mạng phản ứng ngược. Nữ sinh lớp 10 nhặt được gần nửa tỷ đồng trả lại cho người mất.